Xin chào tất cả các anh em trader đã quay trở lại với kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Phương Thúy. Clip ngày hôm nay thì tiếp tục chia sẻ thêm cho các anh em một chiến lược giao dịch trên khung thời gian D1. Thì chiến lược này cho phép chúng ta có thể bắt được cái sự đảo chiều của những cái con sóng trên khung thời gian lớn. Nguyên tắc giao dịch của chiến lược thì khá là đơn giản và rất là dễ áp dụng. Và có hai cái lợi thế rất là lớn từ chiến lược này có thể đem đến cho trader chúng ta. Thứ nhất, đó là tỷ lệ risk reward của chiến lược rất là tốt. Cái thứ hai, đó là tỷ lệ thành công của chiến lược cũng khá là cao nếu như mà anh em giữ đúng cái nguyên tắc giao dịch của cái chiến lược. Rồi, bây giờ mời các anh em vào nội dung chính của clip ngày hôm nay nhé. Trước khi vào phần nguyên tắc giao dịch thì Thúy lưu ý về phần cài đặt biểu đồ trước ha. Đầu tiên khung thời gian chúng ta áp dụng là nên từ khung thời gian D1 trở lên. Thật ra các bạn có thể áp dụng ở khung thời gian thấp được, nhưng mà ở khung thời gian thấp thì các bạn phải chấp nhận là tín hiệu nhiễu nhiều này, tỷ lệ thành công của chiến lược cũng sẽ thấp hơn. Đó, thì nếu như vậy thì chúng ta chịu khó kiên nhẫn một chút, tại vì thời gian chờ chiến lược có thể lâu hơn, nhưng ở khung thời gian lớn cho chúng ta tỷ lệ thành công cao hơn, như vậy đã rất là tốt rồi ha. Rồi cái thứ hai đó là các cặp tiền tệ thì các bạn nên tập trung vào các cặp tiền chính giúp Thúy nhé. Bởi vì trên các cặp tiền chính thì các cái mô hình nến hoặc là mô hình biểu đồ nó hoạt động tốt hơn. Rồi cái tiếp theo đó là chỉ báo kỹ thuật. Chúng ta sử dụng 3 chỉ báo nhưng chỉ có 2 chỉ báo chính. Thì đó là chỉ báo quá mua quá bán và chỉ báo Bollinger Band. Thì Bollinger Band chúng ta cài đặt mặc định rồi. Ngoài ra chỉ báo cuối cùng đó là chỉ báo stochastic. Thì ở đây chỉ báo stochastic không được sử dụng nhiều lắm. Chủ yếu là khi nào mà các bạn thấy cái tín hiệu giao dịch nó không có được rõ ràng lắm thì các bạn dùng thêm stochastic để các bạn xác nhận thôi ha. Rồi ở đây có một cái chỉ báo khá là lạ mắt đối với chúng ta đúng không? Đó là chỉ báo quá mua quá bán. Thì chỉ báo này không có sẵn trong phần mềm giao dịch. Các bạn tải ở ngoài về và cái file để tải indicator thì có đính kèm trong phần description của clip, thì các bạn có thể mở cái phần hiển thị thêm á rồi các bạn đào về nhé. Rồi thì trước tiên chúng ta nói sơ qua về cái chỉ báo này một tí ha. Đây chính là giao diện của chỉ báo, thì các bạn thấy á là nó cũng giống như chỉ báo dao động bình thường thôi ha. Chỉ báo dao động mà ở trong phần mềm của chúng ta á, thì khi mà nó vượt mức 70 thì nó là quá mua và khi nó vượt mức 30 thì nó là quá bán. Tuy nhiên ưu điểm của cái chỉ báo này á đó là nó có thêm cái phần màu sắc á, để cho chúng ta biết được những cái đoạn mà thị trường có thể bẻ cong, tức là cái đoạn mà thị trường có khả năng đảo chiều á. Đó, như ví dụ như khi mà giá lên cái phần quá mua á, thì ở đây nó sẽ có màu đỏ và lúc này chúng ta biết là thị trường có khả năng sắp tới nó có thể đảo ngược rồi đó. Tương tự ở phần quá bán thì nó sẽ có màu xanh này. Đó, tới đây thì khi mà cái đường này dốc lên mà nó có màu xanh và nó chuyển màu xám thì lúc đó khả năng thị trường đảo chiều sẽ cao hơn. Thì cái ưu điểm của chỉ báo này đó là giúp cho chúng ta định vị những cái thời điểm mà thị trường đảo chiều nó chuẩn hơn so với những cái chỉ báo thông thường ha, những cái chỉ báo trên phần mềm. Rồi thì cái tín hiệu sử dụng chỉ báo này rất là đơn giản vậy thôi. Với lại các bạn để ý, nếu mà các bạn so sánh với chỉ báo này với các cái chỉ báo dao động trên cái phần mềm chúng ta giao dịch á, thì các bạn sẽ thấy là tín hiệu quá mua quá bán của chỉ báo này nó ít hơn. Nó chính vì nó ít hơn nên cái khả năng lọc tín hiệu của nó sẽ tốt hơn nha các bạn. Ok, và bây giờ chúng ta đi vào phần nguyên tắc của chiến lược nhé. Rồi các bạn nhìn vào biểu đồ thì như mọi khi phần nguyên tắc giao dịch Thúy không có đánh slide rồi ghi hết phần nguyên tắc giao dịch cho các bạn, thì chủ yếu là các bạn nghe rồi các bạn đi theo những cái điều kiện mà Thúy nêu ra. Thì nếu như mà các bạn chưa nắm được thì các bạn có thể nghe lại thêm một lần, nghe chưa hiểu nữa thì chúng ta nghe lại nhiều lần, như vậy chúng ta càng nắm vững được nguyên tắc giao dịch thì cái việc áp dụng vào cái việc mà để mà chúng ta hình thành một chiến lược giao dịch nó sẽ dễ dàng hơn ha. Rồi nguyên tắc giao dịch thì ở đây là tín hiệu mua rất là đơn giản. Có 3 cái điều kiện mà chúng ta cần phải đáp ứng được. Thứ nhất đó là nến, tức là giá phải chạm cái đường bên dưới của Bollinger. Sau khi chạm bên dưới rồi các bạn kiểm tra chỉ báo quá mua quá bán. Nếu như chỉ báo quá mua quá bán đang có màu xanh thì lúc này chúng ta có thể canh mua. Và thời điểm chúng ta mua đó là khi nào?
Và điều kiện thứ ba đó là khi mà chúng ta thực hiện mua thì chúng ta thị trường phải hình thành nến đảo chiều nha các bạn. Nến đảo chiều ở đây có thể là nến Binbar, Engulfing nè, đúng không? Đó, những cái mô hình nến đó chúng ta có thể áp dụng để chúng ta giao dịch. Thì mô hình nến này nó phải xuất hiện ở gần bên dưới hoặc là ngay bên dưới luôn nhé. Đó, thì lúc đó thì chúng ta mới có thể thực hiện lệnh mua. Lệnh mua thì có hai cách mua. Các bạn có thể đặt lệnh buy stop hoặc là có thể mua khi cái nến kết thúc nha. Rồi, như ở chiến lược này chúng ta có thể mua tại giá thị trường luôn nha các bạn. Rồi, điểm dừng lỗ chúng ta đặt bên dưới mô hình nến thôi ha. Nhớ là bên dưới nha các bạn, nhớ cách ra một vài pip ha. Còn chốt lời thì đầu tiên, cái mục tiêu chốt lời đầu tiên đó là chúng ta sẽ chốt lời khi giá chạm bên giữa. Mục tiêu chốt lời thứ hai khi giá chạm bên trên. Đó, cho nên khi mà chúng ta đã có hai mục tiêu rồi thì các bạn nên cân nhắc cái việc sử dụng chốt lời từng phần. Đó là khi mà chạm bên giữa thì chúng ta chốt 1/2, chạm bên trên chúng ta chốt 1/2 còn lại ha. Ok, thì đó là nguyên tắc tín hiệu mua như ở đây này. Ở đây thì nó không có xét tới mô hình nến nhé, biểu đồ này. Đó, thì các bạn thấy chạm gần tới bên dưới này. Cái này cũng ở vùng khóa bán đúng không? Đó, lúc này thì chúng ta thực hiện mua lên ở đây. Mua lên với cái nến này, chốt lời ở đây đúng không? Đó, thì tỷ lệ risk reward trong trường hợp này cũng khá là ok đấy nha. Hoặc là bên này cũng vậy này các bạn. Đó, chúng ta mua ở cái nến tăng. Các bạn để ý này, có thể là giá chạm bên dưới đúng không? Nếu như mà anh em nào mà ưa thích rủi ro thì chỉ cần giá chạm bên dưới, ở đây có quá mua, các bạn mua luôn. Các bạn, đây quá bán, các bạn mua luôn. Đó, nhưng nếu anh em nào cẩn thận hơn thì đợi có một cái nến tăng bật lên từ cái vùng bên dưới. Còn anh em nào cẩn thận hơn nữa thì đợi đúng nến tín hiệu xuất hiện, tức là nến đảo chiều á, mô hình nến đảo chiều thì chúng ta giao dịch. Đó, có 3 cách để các bạn giao dịch, thì tùy theo phong cách của các bạn là như thế nào ha. Các bạn mà rủi ro thì các bạn chọn cách đầu tiên, các bạn mà cẩn trọng thì các bạn chọn cách thứ ba ha. Đó, thì tương tự ở đây này, chúng ta mua ở đây và chốt lời ở đây ha. Đó, và qua đây chúng ta chốt lời thêm phần nữa là xong. Rồi, đối với giao dịch bán thì ngược lại. Giao dịch bán thì chạm bên trên, rồi ở đây ở vùng quá mua đúng không? Và còn nến tín hiệu thì các bạn vào lệnh. Đó, như ở đây thì các bạn bán ở đâu đây nè. Rồi sau đó các bạn chốt lời ở đây. Rồi sau đó phần còn lại các bạn chốt lời ở đây đúng không? Tỷ lệ risk reward trong trường hợp này khá là tốt đó. Đó, thì cái quan trọng mà trên không thời gian D1 thì các bạn sẽ phải chờ tín hiệu khá là lâu nha. Cái thứ hai á, đó là các bạn phải chấp nhận vì là không phải khi nào thị trường nó cũng đúng cả, sẽ có những trường hợp các bạn bị dừng lỗ chứ, đúng không? Đó, thì đó là những cái lúc mà xác suất của thị trường thì chúng ta chấp nhận thôi ha. Rồi, chốt lỗ của chiến lược chúng ta đặt phía trên mô hình nến hoặc là phía trên cái đỉnh gần nhất lúc mà thị trường tạo đỉnh này, hoặc là ngay phía trên chỉ báo Bollinger ha. Rồi sau đó thì các bạn chốt lời từng phần khi mà giá chạm từng cái band trên chỉ báo. Rồi, ok, thì đó là cái nguyên tắc giao dịch thì rất là đơn giản. Thì ở đây chúng ta sẽ nảy sinh một vấn đề là vậy thì có cần xu hướng mới giao dịch được chiến lược này hay không? Trên thực tế là không cần nha các bạn. Tức là miễn là các bạn có thể bắt được những cái thời điểm mà thị trường có những cái cú giảm sâu hoặc là cái cú hồi sâu á. Đó, các bạn nên, nếu như mà các bạn không có kết hợp xu hướng thì các bạn nên kết hợp thêm hỗ trợ kháng cự. Ví dụ như ở đây này, tín hiệu ở đây, ví dụ tín hiệu bán ở đây thì các bạn nên nó xuất hiện ở kháng cự trước đó. Và như vậy thì cái khả năng thành công của chiến lược các bạn cao hơn. Chứ các bạn không nên giao dịch ở vùng giá lưng chừng nha. Các cái vùng giá lưng chừng thì giao dịch biết bao nhiêu cho đủ đúng không? Tại vì các vùng giá lưng chừng thì nhiều khi đây cũng trade được nè, đúng không? Đó, nên là các bạn lưu ý đây cũng vậy này, đúng chưa? Đó, cho nên là các bạn đừng có giao dịch những cái vùng giá lưng chừng nha. Đó, tuy nhiên á thì hoặc là các bạn giao dịch trong thị trường đi ngang. Nếu không có xu hướng thì nên giao dịch trong thị trường đi ngang là ok nhất. Rồi, tuy nhiên á thì Thúy vẫn kiến nghị các bạn là nên giao dịch chiến lược này trong cái thị trường có xu hướng hơn ha. Thì trong thị trường có xu hướng hơn, chúng ta định vị cái chiến lược của chúng ta rất là dễ. Ví dụ như xu hướng tăng chúng ta chỉ mua, hoặc là xu hướng giảm chúng ta chỉ bán thôi. Ví dụ như biểu đồ này, trong thị trường có xu hướng, đây là biểu đồ Euro USD không thời gian D1, và cái này là Thúy mới lấy biểu đồ trong sáng nay luôn. Đó, thì các bạn nếu như anh em nào mà hứng thú với chiến lược thì có thể áp dụng để giao dịch luôn này. Hiện tại là đang có nến Binbar ở ngày thứ 6 rồi á, mới hình thành này. Đó, lúc này là các bạn có thể giao dịch rồi đó ha. Đó, thì các bạn để ý này, đó là ở đây là chúng ta thấy thị trường nó nằm trong xu hướng giảm rất rõ ràng đúng không? Đó,
Thêm một cái nữa nè, đây là vùng giằng co trước đó nè, kháng cự trước đó gần với trend line này, chạm bên trên của Bollinger này, rồi chỉ báo thì đang ở vùng quá quá mua này, đúng chưa? Nó rất là lý tưởng để chúng ta giao dịch luôn á. Đó. Đó, ok ha. Rồi đó, thì đối với xu hướng giảm chúng ta chỉ bán thôi, cho dù chỗ này xuất hiện tín hiệu mua chúng ta cũng đừng mua, đúng không? Đó, còn nếu như anh em nào mà đã xác định mua ở đây này, mua ở đây thì chúng ta phải xác định khả năng fail, tức là khả năng tiến lược của chúng ta thất bại khá là cao. Đó, khi đó mà thua lỗ thì các bạn đừng trách là ồ chiến lược này dở quá, không đúng, đúng không? Đó, tại vì chúng ta giao dịch ngược xu hướng mà, đúng chưa ạ? Đó, rồi ở đây là một biểu đồ trên khung trên cặp AUD USD. Cái này Thúy thu nhỏ lại để cho các bạn hình dung ha. Đây, nếu như mà chúng ta áp dụng chiến lược này thì các bạn thấy có rất là nhiều tín hiệu mua được hình thành này, đúng chưa? Đó, thì những cái tín hiệu mua này các bạn hoàn toàn có thể giao dịch nha. Nhưng mà các bạn lưu ý, các bạn đang trade ngược xu hướng, nên một là có hỗ trợ kháng cự trước đó, hai là tín hiệu vào lệnh phải thật đẹp thì các bạn hãy giao dịch nha. Ok, rồi các bạn để ý này, thì ở đây nếu như các bạn chỉ giao dịch theo xu hướng thôi thì chúng ta chỉ có gì, có 3 tín hiệu thôi. Tín hiệu thứ nhất đây, tín hiệu thứ hai đây, tín hiệu thứ ba đây, đúng chưa? Tín hiệu đầu tiên thì các bạn sẽ vào lệnh ở cái nến engulfing giảm giá này. Tín hiệu này cũng vậy. Đó. Nhưng tín hiệu này thì không nhá, tại vì ở đây chúng ta không có tín hiệu vào lệnh. Ở đây thì khi mà các bạn vào lệnh với cây nến này á, thì các bạn lưu ý á, tại vì thân nến khá là lớn, VIN3 trong trường hợp này không có được lý tưởng lắm. Nếu các bạn giao dịch trong trường hợp này thì các bạn chấp nhận thua lỗ thôi ha. Đó, thì khi mà giao dịch theo xu hướng thì nó có một cái lợi ích cho các bạn, đó là các bạn có thể giữ lệnh trong thời gian lâu. Đó là khi mà giá chạm bên giữa này, các bạn có thể thoát một phần lợi nhuận, các bạn dời về vốn, rồi sau đó các bạn giữ lệnh đi theo xu hướng luôn. Đó, thì như vậy các bạn có khả năng tối đa hóa lợi nhuận. Còn nếu như mà các bạn chỉ là đơn thuần là chỉ bắt những cái con sóng cứ chạm bên dưới các bạn thoát hết trơn lệnh á, thì như vậy thì nó an toàn hơn. Và nhưng mà như vậy thì cái khả năng tối đa hóa lợi nhuận của chúng ta không có ha. Nhưng chỉ ít, đó là nếu như mà các bạn tuân thủ nguyên tắc thì có thể cho các bạn được cái lợi nhuận khá là ổn đối với chiến lược này rồi, tại vì tỷ lệ risk reward của nó cũng ít nhất từ 1-2 trở lên rồi ha. Ok, đó thì đây là về xu hướng tăng, nãy là xu hướng giảm rồi, đây là xu hướng tăng. Các bạn để ý này, trong một xu hướng tăng thì nó tạo ra rất nhiều tín hiệu ngược xu hướng đúng không? Nhưng các bạn thấy này, đa phần là stop loss hết. Đây này, đây là stop loss này, stop loss luôn đúng không? Đó, vậy thì chúng ta giao dịch ngược xu hướng chúng ta sẽ rất là dễ bị thua lỗ. Đó, cho nên là các anh em lưu ý nên hạn chế tối đa cái việc giao dịch ngược xu hướng ha. Còn nếu như ở đây chúng ta giao dịch thuận xu hướng thì các bạn để ý tín hiệu này chúng ta có khả năng bị dừng lỗ này. Mặc dù nến pin 3 đi, nến pin 3 tăng đúng không? Đó, nhưng thực tế ở đây lý do vì sao chúng ta thua lỗ, vì thực tế là xu hướng tăng vẫn chưa hình thành, động lượng tăng còn rất là yếu và xu hướng giảm trước đó vẫn còn rất là mạnh, đúng chưa? Đó, nhưng mà qua đây thì chúng ta đã bắt đầu ổn hơn rồi, bởi vì động lượng tăng lúc này tăng lên, có đỉnh đáy sau, tức là nó có cái cấu trúc của thị trường tăng giá rồi. Đó, thì lúc này chúng ta vào lệnh ở đây sẽ ổn hơn ha. Đó, khi mà đã vào lệnh được ở đầu xu hướng rồi thì các bạn có thể giữ lệnh theo, tức là theo xu hướng tới, khi nào nó kết thúc thì thôi. Đó. Rồi, thì đây là một cái chiến lược có nguyên tắc rất là đơn giản và rất là dễ áp dụng ha. Đó, và nãy giờ thì chúng ta không có nhắc đến stochastic đúng không? Thì thực ra stochastic chủ yếu là để xác nhận thêm trong trường hợp tín hiệu không rõ ràng. Thì ví dụ như ở đây mà tín hiệu quá bán của chúng ta ở đây này mà không, sorry mọi người, tín hiệu quá mua ở đây của chúng ta mà không rõ ràng thì chúng ta kết hợp thêm stochastic. Đó, như vậy sẽ ok hơn ha. Rồi, chiến lược của Thúy tới đây là kết thúc. Anh em nào có thắc mắc về chiến lược thì có thể để lại comment bên dưới cho Thúy ha. Thúy sẽ trả lời sau. Còn cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Hy vọng là mọi người tiếp tục ủng hộ team Trader Việt nhiều hơn bằng cách là subscribe kênh, like và share video clip nhé. Cảm ơn mọi người ạ.